chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm khoan đã, thời lát sau thôi rồi. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cồn thoái vương hỗ trợ giảm nguy cơ thoái hóa đốt sống. Cồn thoái vương hỗ trợ giảm đau hổ lưng và thoát vị bia đẹp cho cuộc sống khỏe mạnh hơn. Cồn thoái vương sống khỏe mạnh hơn. Cồn thoái vương cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không kịp quả. Nghiên cứu chung cư gì mà chăm chú biết. Cồn tính mua căn chung cư quanh Tây Hồ cho cậu con trai ra ở riêng. Ông xem dự án Tây Hồ Residence đi. Dự án ngay mặt đường Võ Chí Công bàn giao quý tư năm nay với bốn mặt view hồ Tây và hồ Star Lake. Thoáng đáng, giao thừa chỉ ở nhà cũng ngắm được pháo hoa. Điện thiên dịch cũng đạt chuẩn 5 sao đấy. Số tầng trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, bể bơi hiện đại với nội thất nhập khẩu châu Âu, Nhật Bản, đặc biệt chiết khấu tới 7% duy nhất ngày 11 tháng 10. Hỗ trợ vay 65% giá trị căn hộ, lãi suất 0% đến ngày 31 tháng 5 năm 2021, chiết khấu 7% khi thanh toán sớm bằng vốn từ có đấy ông ạ. Thì mua nhà ở ngay mà còn được chiết khấu thì đúng ý tôi quá rồi. Đúng rồi, đơn vị phân phối chính thức Tân Long Land 0987745745. Ông liên hệ ngay nhé. Ok. Chăm sóc cho tổ ấm để gia đình có giấc ngủ sảng khoái. Đoan Trang lựa chọn chăn ga gối đệm thương hiệu Hoàng Hải Forever. Forever, rất thời trang đẳng cấp. Dạ, cả nhà mình nhớ cũng không? Hoàng Hải Forever, thương hiệu chăn ga gối đệm thời trang đẳng cấp tinh tế. Không chỉ mang lại giấc ngủ sảng khoái mà còn là những cảm xúc mới lạ cho căn phòng ngủ của gia đình bạn. Hãy truy cập ngay foreverbedding.net để biết đến thông tin chi tiết chương trình Hoàng Hải Forever, giấc ngủ vàng khơi nguồn cảm hứng. Hai công lý, nhớ mai đi liên hoan đấy nhá, lâu lắm rồi không gặp nhau. Ui dồi ôi, muốn đi lắm luôn, nhưng ngại không ạ? Cái bệnh đại tràng mãi không khỏi, cứ ăn đồ tanh đồ lạ vào là biết nhau ngay. Nhất là mấy ma nó sẽ tắt gọi là ổn nhà vệ sinh ngày. Ôi trời ơi, thế thì ông giống tôi rồi. Ngày trước là chẳng ra mặt, bụng lúc nào cũng mơ mà ông ấy. Mọi người cứ gọi là sâu bụng. Nhưng mà từ khi tôi dùng đại tràng tâm bình, giờ bụng êm ru, ăn uống thoải mái. Ông uống thử xem, thế thì tốt quá, tôi phải mua ngay mới được. Cảm ơn ông nhá, nhớ mua ngay và luôn đấy nhá. Ok, đi ngoài đau bụng chớ lo, tiêu hóa ổn định là do tâm bình. Sản phẩm này không đáng, không thể thế chữa bệnh. Các bạn thân mến, chúng tôi tiếp tục nhận được tin báo về việc đi lại khó khăn ở phía vành đai 3 trên cao. Bạn Nguyễn Thanh cho biết rằng vành đai 3 trên cao ùn dài từ công viên Yên Sở đến nút giao Trần Duy Hưng hướng đi Mai Dịch. Chương trình cũng xin nhắc lại để các bạn thính giả cũng chuẩn bị vào đây, chúng ta cũng chủ động và cộng thêm thời gian cho mình. Đó là vành đai 3 trên cao tắc từ công viên Yên Sở đến nút giao Trần Duy Hưng hướng đi Mai Dịch. Chia sẻ với bạn Nguyễn Thanh và các thính giả ở cung đường này. Đại lộ Thăng Long đoạn cách cầu vượt An Khánh khoảng 500m có xe tải gặp sự cố và có một bao tải to nằm trong làn 80 km/h. Các phương tiện di chuyển hướng đi Hòa Lạc chú ý. Một vụ va chạm nữa ở phía quốc lộ 3 đoạn xã Trung Giã Sóc Sơn, va chạm giữa xe container và xe máy. Theo thông tin ban đầu thì có hai người đi trên xe máy đã bị tử vong. Các phương tiện lưu thông khó khăn theo cả hai hướng. Đường Văn Phú đoạn số nhà 99, lượng phương tiện tăng rất cao hướng về phía Quang Trung, Hà Đông. Xin nhắc lại những lưu ý, đó là đại lộ Thăng Long đoạn cách cầu vượt An Khánh khoảng 500m có một xe tải gặp sự cố và có một bao tải to nằm trong làn 80 km/h. Trời tối, các phương tiện di chuyển hướng đi Hòa Lạc hãy quan sát và tránh. Vụ va chạm giữa xe container và xe máy ở quốc lộ 3 đoạn xã Trung Giã Sóc Sơn. Thông tin ban đầu chúng tôi có được là hai người trên xe máy đã tử vong. Các phương tiện di chuyển khó khăn cả hai hướng. Đường Văn Phú đoạn số nhà 99 mật độ rất cao, khó khăn hướng về phía Quang Trung, Hà Đông và vành đai 3 trên cao nữa, từ công viên Yên Sở đến nút giao Trần Duy Hưng hướng đi Mai Dịch, xe ùn dài.